Tiếp theo phần quan trọng nhất của xe đó chính là cặp ghế VIP dành cho chủ tịch nha anh em. Hơi bị xịn sò và chất lượng luôn. Đó. Xin chào anh em Khá đang có mặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình nha anh em. Thì ngày hôm nay Khá ra ngoài Quảng Bình để nhận một xe Lexus 570 đời 2021, nâng cấp nội thất limousine cũng như là đổi màu nội thất cho xe. Thì xe này nâng cấp thành phiên bản 4 chỗ siêu siêu VIP nha anh em. Và bây giờ Khá mời các anh em cùng xem qua nội thất của xe trước khi mà Khá mang em nó về Sài Gòn để mà tút lại cho em nó nha. Như anh em có thể thấy, nội thất nguyên bản của xe đang hiện tại là màu bò đen và màu kem. Đấy. Đây, và đây là cái băng phía sau, băng giữa nha anh em. Đấy. Thì xe này là đời 2021, còn rất là mới luôn. Nhưng mà anh chủ xe thì muốn nâng cấp cho nó VIP hơn nữa, thành phiên bản 4 chỗ thôi. Đó, và đó chính là lý do tại sao ngày hôm nay là anh em Khá có mặt tại Quảng Bình. Thì nãy giờ anh em Khá cũng đã kiểm tra xong xuôi hết rồi, đang chờ bên xe vận chuyển người ta đến để mà cẩu xe này về thành phố Hồ Chí Minh nha, và hẹn gặp lại anh em ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Bên cạnh Khá là chiếc xe Lexus 570 được chuyển từ ngoài Quảng Bình vào thành phố Hồ Chí Minh để nâng cấp nội thất cho xe, và không phải để anh em phải chờ đợi lâu. Khá mời các anh em vào bên trong cái khoang nội thất để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của em nó nha. Đây là một cái dự án có thể nói là cực kỳ tâm huyết của bên Pro Tu luôn nha anh em, được thực hiện thi công bởi những anh em có tay nghề rất cao luôn. Đây anh em, như anh em có thể thấy, cái khoang nội thất của xe được đổi màu thành hai tông màu thôi, đó là màu đen và màu bò. Đó. Chất liệu da sử dụng cho cái xe này thì đó chính là da bò của Đức nha anh em, cực kỳ xịn sò và chất lượng luôn. Đầu tiên là phần tấm bi cửa nè anh em, bên Khá đã bọc lại toàn bộ là da phối màu, bên trên là da màu bò, dưới là da màu đen. Đó. Kết hợp với lại cái quyền ngay quyền led ngay chỗ cánh cửa này, nó tạo điểm nhấn nhá rất là sang. Tiếp theo nữa anh em, phần mà táp lô trên này, táp lô trên và táp lô dưới cũng được bên Khá bọc lại toàn bộ chất liệu là da bò luôn. Đó. Phần con ngựa và hai bên hông này cũng là da bò luôn nha anh em, coi như là xe này bọc lại toàn bộ là full da. Tại sao Khá lại nói được thực hiện bởi những anh em có tay nghề cao, chính là vì cái da, chất liệu da bò này anh em, nó rất là dày. Đó, cho nên là khi mà dán vào những góc cạnh đòi hỏi những anh em phải có tay nghề, thì bên Khá sở hữu là có được các bạn kỹ thuật viên có khoảng 9-10 năm kinh nghiệm trong cái chuyên về bọc da thôi anh em. Tổ đó là họ chỉ chuyên về bọc da, dán da thôi, không làm chuyện gì khác cả. Cho nên các anh em làm lên nó rất là, nhìn nó rất là thẩm mỹ. Tiếp theo nè anh em, tiếp theo là ghế tài phụ đã được bên Khá tạo kiểu mai theo kiểu dáng limousine luôn, kiểu MBS nha anh em. Đó. Rồi, bây giờ tiếp theo phần quan trọng nhất của xe đó chính là cặp ghế VIP dành cho chủ tịch nha anh em. Hơi bị xịn sò và chất lượng luôn. Đó. Mời anh em chiêm ngưỡng nha. Đây, mời các anh em đi dạo một vòng với Khá. Mình qua bên đây. Đó. Cặp ghế này nó có đầy đủ tính năng luôn nha anh em, chỉnh điện 6 hướng, có massage,
quạt gió cho anh em luôn. Bây giờ Khá sẽ test tính năng chỉnh điện nha. Nè, trượt tới, trượt lùi, nâng lưng nè anh em. Nè, nâng lưng, ngã lưng. Đó, rồi cái gối đầu nữa. Đây em quay vô, quay sát vô gối đầu. Nâng gối đầu lên nè, hạ gối đầu xuống nè. Đó, cái này là massage nha anh em. Rồi bây giờ Khá sẽ lên ngồi để trải nghiệm cho các anh em cùng xem luôn nha. Hơi bị im nha anh em, hơi bị ngon, hơi bị xịn sò luôn. Ngồi cực kỳ thích luôn. Đó, bây giờ Khá sẽ trải nghiệm tính năng nha. Thì hiện tại là cái ghế nó hơi bị nằm, Khá sẽ chỉnh cho nó đứng hơn một chút xíu nữa nè. Đó, nâng lưng lên, hạ lưng xuống nha anh em. Đó, rồi trượt ra sau, trượt tới. Đó, nâng gối đầu lên nè anh em, hạ gối đầu xuống. Rồi Khá sẽ cho nó nằm thêm một chút xíu nữa nha. Rồi tiếp theo, điểm nhấn đặc biệt của xe đó chính là con ngựa này nha anh em. Và một điều mà bên Khá làm được so với những xe trước đây đó chính là bên Khá tích hợp được cái màn hình zin của xe lên trên cái con ngựa này luôn nha anh em. Đó, ngoài ra thì đây nó còn một cái hộc để cho mình để 2 ly nước mình uống. Đó, đây. Rồi ngay chỗ này đó chính là cái sạc không dây nè anh em nhìn nha. Đó, lên liền, bỏ lên sạc không dây là lên liền nha anh em. Rồi tiếp theo nữa, đây nó có một cái hộc để đồ. Đó, mình nhấn là nó bật ra. Trong đây là một khoang rất là rộng luôn. Đây, để Khá gọi cho các anh em xem nha. Nè, một khoang rất là rộng. Rồi, đó, con ngựa này thì nó cũng được ốp gỗ lại luôn, ốp gỗ một số chi tiết nó phù hợp với lại ốp gỗ zin của xe luôn. Tiếp theo ngay chỗ này nữa, nó cũng có một cái khoang để đồ rất là rộng luôn. Đó, anh em có thể để khăn giấy, vật dụng cá nhân tùy thích ở trong đây nha. Rồi trần thì cũng được bên Khá đổi màu bọc lại da lộn màu đen kết hợp trần ánh sao. Đó, một bầu trời có thể nói là lung linh huyền ảo luôn nha anh em. À, đây nữa nè anh em, một chi tiết khá quan trọng là khá dám quên. Thì ngay chỗ này là zin của xe nó là bằng nhựa, bên Khá cũng bọc lại bằng da luôn, cũng bằng chất liệu da bò xịn sò luôn. Ở ngay cốp sau thì bên Khá cũng bọc lại chất liệu là da bò luôn. Đây anh em, đó, nguyên cái phần tấm bì cửa phía sau này đã được bên Khá bọc lại da bò 100% luôn nha. Đó, đây là bộ ghế limousine nhìn từ phía sau trước tới nè anh em. Đó, bên Khá có bố trí thêm 2 cái thanh để che 2 cái chân ghế lại cho nó thẩm mỹ hơn. Đó, led xịt 570 luôn. Trần nè anh em, trần nhìn từ sau ra trước nè, nó rất là đẹp mà nó tự nhiên nha. Tất cả các cột A, B, C, D là cột này nè anh em, cũng được bên Khá bọc lại da lộn màu đen cho nó phù hợp với cái trần và nội thất của xe luôn. Và bây giờ Khá mời các anh em xem qua cái quy trình nâng cấp cho xe led xịt 570 này từ mà lúc mà bên Khá đi ra Quảng Bình nhận xe cho đến lúc mà nó hoàn thiện luôn nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều.